Nhưng hôm nay em đến cơ sở cô để học tập thêm mấy cái món hôm nay á, vậy là em có thể giới thiệu em ở đâu và em học được bao lâu rồi em quay trở lại cơ sở ba cô để học thêm những món hôm nay em? Em ở Cù Lao Dung Sóc Trăng á, em đã tham gia khóa học pha chế và nấu ăn vào năm 2020, nhưng mà em chỉ học được khoảng hơn tuần rồi em về em mở quán ra kinh doanh, rồi thành ra là em không có tiếp tục theo học nữa. Tới năm 2022 thì em có học tiếp tục là học làm bánh hamburger. Hôm nay em quay lại là học làm bánh bao và bánh bông lan tôm lạc. Rồi có còn thêm món gì nữa không em ơi cô? Hôm nay á cô thấy anh gì là em học được ba món đúng không? Cây nữa. À bánh khay nữa. Và hôm nay cô khi em đến cơ sở cô học á thì hôm nay cô Tiết đặc biệt, hôm nay em là học sinh của cơ sở F3. Do đó cô Vân Tiết đã giảm cái tiền học phí cho em là mỗi món là 500.000 đồng. Đồng thời tặng cho em thêm là một món đó là món món cơm Diên Châu, Con cái chiên Diên mé Diên Châu Châu. Nguyên liệu hôm nay là phần thực hành nguyên liệu đó, cô Tiết hoàn toàn cũng là đại thọ cho em luôn, là cô Tiết tặng cho em phần nguyên liệu hôm nay để em hoàn thành cái sứ mệnh học tập của em tại cơ sở bếp ba cô đúng không? Cảm Rồi ơn cô, rồi em cảm cảm ơn ơn. cô biết rồi nhiều. rồi thì sau quá trình em học tập ba món hôm nay thì em thấy những món hôm nay là em học là em thấy nó có đạt cái hiệu quả và kết quả như thế nào, em có thể cho tôi cô biết. Cả ba món đều em theo em cảm nhận là nó ngon và em nghĩ là em sẽ thành công khi em ra kinh doanh cái phần này. Thầy cô dạy rất là nhiệt tình và rất là kỹ lưỡng để em có thể về em hoàn thiện được cái món của em. Vậy thì thay mặt cơ sở bếp ba cô Mỹ cũng chúc em luôn luôn dồi dào sức khỏe và về làm đạt được nhiều kết quả theo mong muốn của em và thành công trong sự nghiệp và phát triển kinh doanh của em và luôn luôn buôn bán học hóa cho em ha. Rồi, Em cô cảm cảm ơn ơn em cô. rồi.